Xin chào mọi người, mình tên là Kiki. Nhưng đừng gọi mình là chó nhé. Video lần trước mình đã nói về 3 điểm đặc trưng của con trai Nhật. Đó là làm việc chăm chỉ, không biết ngà lằn, không biểu hiện nhiều. Hôm nay mình sẽ nói thêm 4 điểm nữa nhé. Nội dung video này là để thăm đến sự đánh giá của người khác. Cắt tỉa lông mày. Có nhiều người tóc dài. Dòng trả lời tin nhắn chậm. Thách để chị. Để thăm đến sự đánh giá của người khác. Thật sự thì đây là đặc trưng của người Nhật. Mình sẽ giải thích người Nhật để thăm đến sự đánh giá của người khác thế nào nhé. Đây là câu chuyện của một người bạn người Úc của mình truyền xảy ra lúc bạn mình đến thư viện ở Nhật. Bên cạnh bạn ấy có một cặp nam nữ đang nói chuyện với nhau và đột nhiên người nam nổi giận. Dù không biết lý do nhưng anh ấy nói chuyện với mẹ cực kỳ giận dữ, bạn Mỹ rất đắc nhem. Nhưng không hẳn là gặp nhiên vì người nam đó nổi giận, mà là vì người nam đó tuy gương mặt vô cùng giận dữ nhưng lại nói với giọng rất nhỏ. Bạn mình hình như rất ngốc nghếch vì người Nhật mặc dù giận đến như vậy nhưng vẫn để ý đến mọi người xung quanh, bởi vì chữ ghen là nói càng phải giữ ghen lần mà. Lần này là câu chuyện của mình. Mình từng có bạn gái người Hàn Quốc. Ngày đó mình với cô ấy đã đến quán cà phê và nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy bất ngờ nói: "Oppa, bóp hết rồi. Quê, yêu cái nhung cà phê cho nó. Yêu cái nhung bóp hết nên là nhá. Oppa, một tuần quá. Là sao anh làm em? Là sự chuyện." "여기 사람 많잖아. 아무도 안 봐. 빨리." "아니야, 사람 많아." 하이, 저기. 카티아 롬마이. Điều này là đặc trưng đặc biệt của đàn ông Nhật Bản trẻ. 카티아 롬마이, đàn ông Nhật nghĩa đó là một phần của thời trang. Làn đồ mình thì ở lông mày là nằm 14 tuổi. Tại sao hả? Là tại vì mấy thanh niên ngầu lời ở trường tất cả đều thì ở lòng mày đấy. Gần đây thì chỉ thỉnh thoảng mình mới thì ở thôi. Có nhiều người tóc dài. Mình cảm thấy tóc đàn ông Nhật dài hơn so với tóc của đàn ông châu Á khác. Mình cũng không hiểu rõ lý do tại sao. Mình nghĩ chắc chắn là do ảnh hưởng của văn hóa Yaru rất tình hành hồi năm 2005. Từ này để chỉ những chàng trai trẻ tóc nhuộm nấu, da ngăm, đeo trang sức rực rỡ, có vẻ ngoài hời, nữ tính một chút. Ngoài ra các samurai cũng để tóc dài nữa. Dùng trả lời tin nhắn chậm. Bạn có từng nhận lệnh bởi người Nhật chưa? Bạn nghĩ họ trả lời chậm quá đúng không? Có khá là nhiều người Nhật chàm bẫy đè thắm dư cho tin nhắn trả lời lệnh bị muộn. Chốt lại, mình nghĩ là đối với đàn ông Nhật thì tình yêu cũng không quan trọng đến mức độ. Công việc hay là học hành thì quan trọng hơn.今日はこの辺で。ありがとうございます。